Mỗi shop đồ lót cần bao nhiêu vốn? Hiện nay chỉ còn một ít vốn thì ai cũng muốn được tự kinh doanh. Chỉ cần chọn được ngành hàng phù hợp thì có thể thử sức với chính mình. Mỗi shop đồ lót cần bao nhiêu vốn là câu hỏi đang được quan tâm nhất hiện nay. Mỗi shop đồ lót cần những gì? Trước khi quyết định mở shop đồ lót, bạn cần lập cho mình một bản kế hoạch cụ thể. Bản kế hoạch sẽ giúp bạn liệt kê được tất cả những việc cần làm, những khoản cần chi và cần đầu tư. Nó cũng giúp bạn không bỏ sót công đoạn khi thực hiện, từ việc lựa chọn mặt bằng kinh doanh đến sản phẩm và khách hàng mục tiêu là gì, bạn đều phải tự mình đi giải quyết. Họ gọi đây là kinh doanh tự phát. Chi phí cho việc này có thể nói là vô cùng cao và cũng không chắc về việc thành công hay không. Làm sao để mở shop đồ lót không thất bại? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Nhưng câu trả lời